10. Phẩm địa ngục. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có thể chiếu sáng, hoàn toàn thanh tịnh, đều nên cung kính đảnh lễ, là nơi tôn trọng trời người vân vân, kính lễ tôn trọng, không bị nhiễm đắm, không bị các pháp thế gian làm ô uế được, xa lìa tất cả sự ngăn che ba cõi, xa lìa phiền não và các kiến chấp đen tối, cho nên nó là tối thượng, đứng đầu đối với tất cả pháp bồ đề phần, rất là tối thắng, có thể làm an ổn rất hẳn tất cả các việc khủng hoảng, kinh hãi, bức bách, tai nạn, đem ánh sáng cho các hữu tình, làm cho họ được năm loại mất, hoàn toàn thấy được trung đạo, làm cho kẻ lạc đường không rơi vào nhị biên, khéo phát sanh trí nhất thiết trí, rất hẳn tất cả sự tương tục và tập khí phiền não. Là mẹ của tất cả đại Bồ Tát, vì sự tu tất cả Phật Pháp của Bồ Tát được phát sanh từ đây, bất sanh bất diệt vì tự tướng không, thoát hẳn tất cả sanh tử, chẳng thường chẳng hoại, có thể làm chỗ nương tựa, đem pháp bảo cho các hữu tình, làm thành tựu viên mãn 10 lực Như Lai, tất cả luận sự khác đều bị khuất phục, vận chuyển pháp luân vô thượng 3 chuyển, 12 hành tướng đạt được tất cả pháp không ngược xuôi, nên hiểu rõ tất cả pháp không điên đảo, tự tánh điễu trì, vô tánh tự tánh không. Bạch Thế Tôn, các loại hữu tình đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên an trụ thế nào? Bấy giờ Phật dạy Xá Lợi Tử: Các loại hữu tình đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên trụ như Phật, cúng dường cung kính tư duy Bát Nhã Ba La Mật Đa như cúng dường cung kính tư duy Phật Thế Tôn. Vì sao Xá Lợi Tử? Vì Phật không khác Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa không khác Phật. Phật tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là Phật. Vì sao? Vì chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được xuất hiện. 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông cũng do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được xuất hiện ở thế gian. Tất cả bố thí Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng cũng do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được xuất hiện. Khi ấy trời Đế Thích lại nghĩ: Nay ngài Xá Lợi Tử do nhân duyên gì hỏi Phật điều đó? Xá Lợi Tử biết tâm niệm vị ấy liền nói: Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát do giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên dùng phương tiện thiện xảo. Đối với 10 phương chư Phật trong 3 đời, từ lúc mới phát tâm cho đến chánh pháp cửu trụ, tạo tác công đức trong khoảng thời gian đó, hoặc nhiều thiện căn của các thanh văn độc giác Bồ Tát và các hữu tình khác, tất cả như thế đều dùng vô tướng và vô sở đắc làm phương tiện, tập hợp hiện tiền tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do nhân duyên này nên tôi hỏi việc ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát vượt hẳn bố thí cho đến tịnh lự Ba La Mật Đa gấp vô biên vô số, ví như có trăm ngàn vân vân người bị mù bẩm sinh, nếu không được người sáng mắt khéo dẫn đường thì không có thể đến được con đường chính, cũng chỉ đến được thành lớn giàu sang ở xa. Cũng vậy, năm Ba La Mật Đa trước là những người mù, nếu không có người sáng mắt dẫn đường là Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không thể đến chánh đạo Bồ Tát, cũng gì là đến thành trí nhất thiết ở xa. Lại nữa, Kiều Thi Ca, bố thí vân vân năm Ba La Mật Đa chính nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa nên gọi là người có mắt, lại nhờ sự giữ gìn của Bát Nhã Ba La Mật Đa nên gọi là đáo bỉ ngạn. Trời Đế Thích hỏi: Chẳng phải nhờ năm Ba La Mật Đa trước cũng hỗ tương dẫn đầu giữ gìn mà Ba La Mật Đa còn lại khiến đi đến bờ bên kia, đã vậy thì tại sao chỉ tán thán Bát Nhã Ba La Mật Đa là hơn hẳn năm Ba La Mật Đa kia? Xá Lợi Tử đáp: Lời nói của Thiên Chủ không đúng lý. Vì sao? Chẳng phải nhờ năm Ba La Mật Đa trước dẫn đầu giữ gìn Ba La Mật Đa còn lại làm cho đến bờ bên kia, chính nhờ phương tiện thiện xảo đầy đủ thế lực lớn của Bát Nhã Ba La Mật Đa giữ gìn năm Ba La Mật Đa khiến không bị chấp trước, mau chóng đến bờ bên kia. Vì vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với năm loại trước là tối tôn, là tối thắng.